U22 Việt Nam tập luyện với huấn luyện viên mới đội tuyển U22 Việt Nam, bắt đầu buổi tập đầu tiên với các trợ lý huấn luyện viên mới hỗ trợ cho huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik. Chiều 14 tháng 8, đội tuyển U22 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên ở đợt tập trung đầu tháng 8 năm 2024. Đây là dịp để huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik rà soát, đánh giá lực lượng cầu thủ trẻ nhằm có sự chuẩn bị chủ động nhất cho vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33 vào năm sau. Được biết, ngoài tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và Bùi Vĩ Hào, từng được gọi lên đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6, đây đều là lần đầu tiên làm việc trực tiếp với huấn luyện viên Kim Sang-sik của các gương mặt còn lại của U22 Việt Nam. Đáng chú ý, ban huấn luyện U22 Việt Nam cũng có những thành viên mới gồm trợ lý huấn luyện viên chuyên môn Nam Cung Do và huấn luyện viên thể lực Ion Jong-hun người Hàn Quốc. U22 Việt Nam hội quân tập luyện buổi đầu tiên huấn luyện viên thể lực Ion Jong-hun được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF ký hợp đồng vào đầu tháng 7, nhưng phải đến giữa tháng 8 mới chính thức bắt tay vào công việc. Trong khi đó, huấn luyện viên Nam Cung Do mới sang Việt Nam vài ngày. Theo ghi nhận của phóng viên, buổi tập chiều 14 tháng 8 của U22 Việt Nam diễn ra trong bầu không khí thoải mái, vui vẻ. Do nhiều cầu thủ vừa lên tập trung sau khi thi đấu ở vòng chung kết U21 quốc gia 2024, nên huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ đưa ra giáo án vận động nhẹ nhàng. Ở buổi tập đầu tiên này, quân số của U22 Việt Nam vẫn chưa đầy đủ 35 cái tên trong danh sách triệu tập của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trợ lý huấn luyện viên chuyên môn Nam Cung Do bắt tay vào công việc ở U22 Việt Nam, trong đó 8 cầu thủ của câu lạc bộ thể công Viettel vẫn chưa lên tập trung, bao gồm thủ môn Đoàn Huy Hoàng, hậu vệ Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Mạnh Hưng, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Hồng Phúc và tiền đạo Nguyễn Thành Đạt. Dự kiến vào ngày 15 tháng 8, U22 Việt Nam sẽ có đầy đủ lực lượng. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các trợ lý mới sẽ bắt đầu truyền đạt triết lý tới các cầu thủ. Huấn luyện viên Kim Sang-sik rà soát, đánh giá lực lượng cầu thủ trẻ với ý nghĩa nhằm rà soát và nắm tình hình. Đợt tập trung của đội tuyển U22 Việt Nam chỉ kéo dài trong vòng 5 ngày, từ ngày 13 tháng 8 đến 17 tháng 8. Đến cuối tháng 8 năm 2024, U22 Việt Nam sẽ còn một đợt tập trung nữa. Ở đợt tập trung này, đội sẽ hội quân với lực lượng chủ yếu là các cầu thủ U21 để tham dự giải bóng đá giao hữu U21 quốc tế do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tổ chức.